Trên bàn thì có hai câu hỏi, chúng tôi xin trả lời vắn tắt. Câu hỏi dài quá. Chúng con là Phật tử căn cơ thấp kém, không đồng pháp môn tịnh độ của Đức Phật A Di Đà thì cao sâu rộng, cho nên khó mà thấu hiểu được. Niệm Phật bằng phương pháp nào để với bản ý của Đức Từ Phụ A Di Đà để được Ngài cảm ứng chứng minh lòng thành niệm Phật của chúng con, như con thơ nhớ mẹ được cảm ứng với Phật A Di Đà, chúng con sẽ được giảng sanh về khỏi Tây Phương Cực Lạc. Nên con cầu xin Thầy từ bi dẫn dạy chúng con được biết cái mấu chốt và cốt lõi của sự niệm Phật bằng phương pháp nào để không còn vọng niệm chen vào, tất cả đều tập trung ý niệm chỉ có một danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà thôi. Thì con có nghe Thầy Chân Hiếu giảng rằng là Đức Phật A Di Đà là hóa thân của chánh đạo. Trọng tâm của phương pháp niệm Phật đó là để cho tâm của mình trở nên không bị vướng dính vào bất cứ một cái gì, sự kiện nào, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc là vị lai. Muốn cho việc niệm Phật có kết quả sớm trong suốt thời gian ta ngồi tĩnh tọa hay là đi kinh hành đó, thì bốn bước thực tập sau đây cần phải thực hiện. Thứ nhất đó, là phải thực tập buông xả ngay các công việc được diễn ra. Làm á thì làm hết bổn phận trách nhiệm, nhưng xong công việc đó rồi không để nó lưu luyến trong tâm nữa. Người như thế đó là không bị rơi vào cái chủ nghĩa quá khứ, mà vướng dính tâm vào chủ nghĩa quá khứ là không thể nào có được nhất tâm niệm bất loạn. Thứ hai, phải hiểu rõ được vô thường vô ngã với những bất hạnh diễn ra với mình để chúng ta không giữ nó trong tâm, vì giữ trong tâm là ta hâm nắm nỗi khổ niềm đau thêm một lần nữa. Đang cái niệm Phật là để cho tâm mình được thanh tịnh trong sáng tuyệt đối như là viên ngọc lưu ly. Cho nên ai thấu hiểu được vô thường nhiều thì nỗi đau chống dánh được vượt qua. Ai hiểu được vô ngã sâu đó thì nỗi đau không có cơ sở để bám víu trên thân hoặc trên tâm. Điều thứ ba, đang khi niệm Phật đừng để cho bất cứ cái gì can thiệp vào, bao gồm hồi hướng công đức và phát nguyện. Rất nhiều người Phật tử không hiểu được việc này, nhất là những người con có hiếu. Nam mô A Di Đà Phật, cầu cho mẹ con tai qua nạn khỏi. Nam mô A Di Đà Phật, cầu cho con của con đậu đại học. Nam mô A Di Đà Phật, cầu cho chồng con kỳ này đó được vô đại biểu quốc hội. Nam mô A Di Đà Phật, cho con sống thọ không bệnh tật. Nam mô A Di Đà Phật, cho con trúng số độc đắc. Trời ơi, toàn là niềm tham không. Suốt thời khóa niệm Phật chỉ đơn thuần nhớ danh hiệu Phật, hơi thở, chánh niệm, tỉnh thức và thiền quán, không có thêm một cái gì can thiệp vào. Chính vì thế mà các cái thời khóa niệm Phật đó, các tổ rất là khéo léo ở chỗ sau khi kết thúc thời gian niệm Phật mới có cái phần hồi hướng công đức và phát nguyện. Lúc đó chúng ta có thể chia phần công đức đó cho những người ta quan tâm, và quan trọng hơn là toàn thể chúng sinh. Chúng ta có thói quen là chia công đức cho người thân thương của mình trước, và khi mình nghĩ tưởng như thế thì cái lòng từ bi mình nó bị giới hạn, tâm mình nó trở nên là nhỏ lại, cho nên nó không đúng với tinh thần Phật dạy. Còn mình hồi hướng chúng sinh là trong đó có người thân, có người thương, có cha mẹ, có bà con, có thân quyến, có người mình quan tâm, nó đã được bao gồm rồi. Trên thực tế hồi hướng công đức á, không có nghĩa là công đức mình bị mất đi. Người được hồi hướng sẽ nhận được, không có chỗ đó. Hồi hướng là một thực tập mở rộng lòng từ bi, thể hiện trên sự quan tâm của chúng ta với nỗi khổ niềm đau của tha nhân ta. Còn muốn người khác được lệ lạc thật là ta phải hướng dẫn người đó làm các công đức và phước báo. Ví dụ ngày hôm nay tham dự khóa tu một ngày an lạc tại chùa Phước Lâm. Người chùa Phước Lâm được an lạc quá, nói là tôi xin hồi hướng cho chồng tôi ở nhà
ông nghe tới ông chảy nước miếng ông thèm thôi, có được được hạnh phúc gì đâu. Thì không có thực tập đâu được hạnh phúc. Trưa nay ăn món bún riêu hay là món cơm chay nào đó ngon quá, cái nhớ đến đứa con ở nhà, mẹ xin hồi hướng con vì con phát tâm làm công việc nhà. Nó nghe mà chảy nước miếng thèm thôi chứ không có được lợi ích gì đâu. Do đó thay vì hồi hướng bằng tâm đó, tới gặp thầy trụ trì xin thầy một cái phần cơm chay về cho con ăn, cho chồng ăn. Con và chồng hưởng được cái phần trọn về công đức ăn chay như chính mình. Vì đó hồi hướng công đức chỉ là một phần nhỏ của con đường từ bi. Nó là điểm bắt đầu và xuất phát. Và cái phần còn lại là phải hành động, tức là thực tập, giúp cho người thân chúng ta cũng cùng được thực tập. Và phát nguyện đó là dấn thân trên con đường thực tập. Nếu ví dụ như tôi phát nguyện giúp người cứu đề, phát nguyện này nó là một động cơ để chúng ta làm công việc đó thật. Cho nên là sau hồi hướng là phát nguyện, sau phát nguyện là thực hành. Đây là bước ba cần phải làm theo trình tự. Nếu ai đó không có hồi hướng, không có phát nguyện, không có thực tập thì người đó là người sống trong chủ nghĩa duy lý, duy ý chí thôi. Cái đó nó rơi vào cầu bất đắc khổ, một trong tám điều khổ mà Đức Phật đã nói trong kinh Chữ Pháp Luân này. Cho nên đang kinh niệm Phật thì đừng có cầu nguyện gì hết á. Thực tập nhiều là tốt. Và thực tập niệm Phật xong rồi thì muốn hồi hướng gì hồi hướng. Hồi hướng không vẫn chưa đủ, phải hành động. Giống như là tượng Đức Phật thì tự đi nhãn. Mỗi một bàn tay tượng trưng cho hành động từ bi. Bàn tay đó có mỗi con mắt tượng trưng cho trí tuệ soi đường dẫn lối, để cái hành động từ bi này không rơi vào cảm tính, mà có phương pháp, có trình tự, có thứ lớp để giúp cho người thân chúng ta vượt qua nỗi khổ niềm đau. Đó là một hành động rất thiết thực và có kết quả trực tiếp. Với lời trả lời ngắn ngủi này đó, thì chúng tôi rất mong các hành giả kể từ đây về sau khi niệm Phật đừng có cầu nguyện gì hết. Người nào niệm Phật mà không có cầu nguyện, giữ tâm trong trạng thái chân không thì mới thật sự là nhất tâm. Và cái nhất tâm đó mới thật sự đã bất loạn. Thì dầu chưa được giảng sanh Tây Phương, ta vẫn an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây rồi. Huống hồ việc đó được duy trì suốt cả một cuộc đời thì cái nhu cầu giảng sanh Tây Phương và hiện thực đó không mấy khó khăn lắm. Kính chúc tất cả được an lành trong chánh niệm.